Anh em nhớ nhá, một ngày để mà chạy KPI ấy, em Nam phải làm 12 clip. Trung bình một ngày, em Nam phải làm 12 clip. Thế nên, ông Nam mà có tiền, nạp tiền vào, donate cho em Nam. Ít thì làm quả trứng. Còn nhiều là một bộ PC 60 triệu đến từ TNC, sử dụng CPU Intel Core i9 13900K và RTX 4070 Ti. Anh em giúp em Nam bây giờ, em Nam sẽ trả ơn cho anh em, ship trực tiếp bộ PC đến nhà. Anh em hiểu em Nam nói gì không? Anh em có hiểu không? Nếu chúng ta xét trên khía cạnh là edit video thì PC bao nhiêu cũng có thể dùng hết và bao nhiêu cũng có thể dùng được. Mình đã có thời điểm là edit video ở trên một mẫu laptop đời khá là cũ. Và tất nhiên rồi, nếu mà bảo edit được thì em nó vẫn edit được. Nhưng 1 đến 2 khung hình một giây khi mà preview thì chắc chắn là một trải nghiệm không tốt chút nào. Thì với cái tầm giá khoảng chừng 60 triệu đồng, option thì là vô vàn. Chúng ta có thể dồn cho GPU, chúng ta có thể dồn cho CPU hay bất cứ một cái linh kiện nào để nhỉnh lên để có thể sử dụng. Đấy là cái lựa chọn của mỗi người. Nhưng ở đây thì mình đã có mang ra một cái bộ PC để có thể làm tiêu chuẩn cho anh em ở trong cái tầm giá là khoảng chừng 60 triệu đồng. Cụ thể những cái thành phần linh kiện như thế nào và được tối ưu ra sao? Thì cái mẫu CPU được mình sử dụng ở đây là CPU Intel Core i9 13900K. Nếu mà để nói rằng phần mềm có sử dụng hết được tổng cộng là 24 nhân của CPU Intel Core i9 hay không thì câu trả lời của mình là không. Với 8 nhân P Core và 16 nhân E Core thì khi mà sử dụng thì chắc chắn không bao giờ dùng hết được. Thế nhưng chúng ta đang có một cái ở đây là cái hiệu suất hoạt động của CPU Intel Core i9 lại rất cao, cái xung nhịp của từng nhân và cái hiệu quả xử lý của từng nhân rất tốt, và qua đấy khi mà làm bất cứ một cái tác vụ nào, kể cả là anh em có chơi game làm việc, nó cũng sẽ mượt mà hơn. Với một mẫu CPU cao cấp như CPU Intel Core i9 13900K thì chắc chắn là mình phải sử dụng lên một mẫu bom máy chủ dòng Z. Thì cụ thể ở đây là mình đang có sử dụng là Z790A Gaming Wi-Fi D4. Thì đây là cái mẫu bom máy chủ dòng A thì là màu trắng rồi. Nhưng cái quan trọng mình muốn nói đến ở đây là cái chipset Z790. Thì cái dòng Z790 nó là một cái dòng dành cho cái dòng Gen 13. Thì khi mà chúng ta sử dụng dành cho Gen 13 và trên cái mẫu là CPU Intel Core i9 thì sẽ nhận được một cái là cái sự tối ưu tốt. Tối ưu tốt ở đây là việc quản lý điện CPU tốt. Việc quản lý điện của CPU tốt thì sẽ giúp cho chúng ta đơn giản thôi, tiết kiệm điện. Và cái thứ hai nữa là khi mà hoạt động thì CPU sẽ không bị tiêu thụ quá nhiều điện, CPU sẽ không bị quá nóng và sẽ bớt gây áp lực lên hệ thống tản nhiệt. Bởi vì CPU nóng thì đồng nghĩa với một việc rằng là cái hiệu năng sẽ bị giảm xuống để hạ nhiệt cho CPU, và khi mà chúng ta edit, chúng ta render video, không ai mong muốn cái yếu tố xảy ra cả. Và với một mẫu bom máy chủ có chữ D4 thì tức là mình đang sử dụng RAM là DDR4, thì có tổng cộng là 8 thanh RAM với tổng dung lượng là 32GB RAM. Thì đây là mức RAM tiêu chuẩn để chúng ta có thể edit video trên độ phân giải 4K một cách hiệu quả và mượt mà. Tất nhiên nếu mà anh em có điều kiện thì hoàn toàn có thể sử dụng lên là 64GB RAM. Chi phí nó sẽ cao hơn, nhưng lựa chọn của mỗi người, anh em có thể lựa chọn sao cho phù hợp nhất. Về cái phần SSD thì ở đây mình đang sử dụng là một ổ SSD đến từ Kingston NV2, ổ SSD 1TB PCIe Gen 4. Thì với một ổ SSD 1TB, nếu mà để lưu trữ dữ liệu hay là lưu trữ video thì chắc chắn sẽ không thể nào được. Mình sẽ chỉ sử dụng để cài app, các ứng dụng lên đấy, để khi mà mình mở app và mình kiểu sử dụng ấy, nó sẽ mượt mà. Và anh em khi mua về có thể đầu tư thêm những cái ổ HDD nữa. Cái này sẽ tùy theo nhu cầu và mình sẽ không mang vào video, bởi vì có những bạn đã có sẵn HDD ở nhà rồi, cho thêm vào thì làm chi phí đội lên cao, không phù hợp. Còn về card họa thì sao? Card họa được sử dụng ở đây là RTX 4070 Ti. Anh em phàn nàn khá nhiều liên quan đến cái dòng trước như kiểu 4060 Ti, 4060 hay 4070 thì ok, mình sẽ sử dụng ở đây là RTX 4070 Ti. Em này sẽ có tổng cộng là 12GB VRAM DDR6. Lý do mình sử dụng RTX 4070 Ti đơn giản bởi vì nếu mình dùng 4080, 4090 thì giá bộ PC không còn là 60 triệu nữa, nó sẽ bị cao lên. Ở đây là chúng ta làm để chúng ta edit video, thế nên là RTX 4070 Ti cũng phù hợp rồi.
Để mà thêm biện hộ thêm phát nữa đi, anh em để tôi biện hộ là tại TNC thì chúng mình đang sử dụng là RTX 4070, thế nên là mình đề xuất cho anh em thì mình sẽ đề xuất cái cao hơn, hợp lý, mình đoán thế. Lướt qua một vài những cái thành phần linh kiện ở đây, chúng ta có thể nhìn thấy thêm đó chính là gì, là bộ vỏ cây Moontech. Cái bộ vỏ cây này thì khác gì so với những cái vỏ cây tiêu chuẩn thông thường. Với những cái vỏ cây tiêu chuẩn thông thường cũng sẽ có đầy đủ là kính cường lực này, bên ngoài được làm từ nhôm này, xong có thêm những quạt hút thổ. Bộ PC như này cũng có đầy đủ những yếu tố đấy, nhưng nó lại ở một cái mức khía cạnh khác. Khác ở đây là khi mọi người nhìn vào cái quạt hút thổ đằng sau, đây không phải là quạt bình thường. Quạt bình thường chúng ta thấy là cánh quạt xuôi, thì đây là reverse fan, tức là quạt ngược. Thông thường thì khi mọi người muốn hút cái gió mát từ sau để thổi vào trong cây, thì khi mà anh em lật ngược quạt ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái phần khung sau của quạt và trông hơi mất thẩm mỹ một chút. Thì với reverse fan thì chúng ta sẽ không cần phải làm điều đấy, bởi vì cánh quạt được lật ngược sẵn từ nhà sản xuất rồi. Cắm vào và sử dụng thì gió mát sẽ được hút từ đằng sau để thổi vào trong cây để làm mát và cung cấp thêm những cái luồng gió ở trong bộ PC. Thật ra để một tối ưu và một cái hiệu quả nhất, mình sẽ lắp thêm một hệ thống fan ở đây nữa, và nếu như anh em thích thì hoàn toàn có thể mua lắp thêm vào. Nhưng đối với cá nhân mình cảm thấy như này đã là tiêu chuẩn rồi. Mình có bỏ quên gì không nhỉ? Nguồn à? Nguồn 1000W để ở đây che rồi, chắc chắn là sẽ phải đủ. Hơi khó nhỉ? À, đó chính là hệ thống tản nhiệt. Thì cái hệ thống tản nhiệt được mình sử dụng ở đây đến từ Acer luôn, Acer ROG Strix LC360. Giá của em nó là 7 triệu đồng, cộng thêm vào chi phí thì hơi đắt, và vì thế TNC Store quyết định tặng luôn cho anh em một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One. Tức là khi anh em mua cái cấu hình này thì TNC sẽ trực tiếp tặng luôn cho anh em một hệ thống tản nhiệt nước 360 để tản nhiệt dành cho CPU. Anh em sẽ không cần phải băn khoăn xem là anh em nên mua hệ thống tản nào và tản đấy sử dụng có hiệu quả hay không, bởi vì mình đã test trước đấy dành cho anh em rồi. Anh em không tin đúng không? Thì mình đã có ở đây một số cái project liên quan đến là 4K và dựa theo phần mềm ở bên TNC đang sử dụng, đó là DaVinci Resolve, để có thể test trực tiếp dành cho anh em luôn. Thì với một file 4K thì chúng ta có rất nhiều loại. 4K mà chúng ta chỉ cần bật lên, chúng ta cắt ghép các video thì rất nhẹ. Nhưng ở đây 4K của mình có đầy đủ những hiệu ứng. Thì ngắn gọn ở đây thì với cái phần mềm DaVinci Resolve sẽ tận dụng được gần như tất cả những gì mà phần cứng có thể đem lại. Với RTX 4070 Ti thì 12GB view RAM 100% dùng hết, GPU cũng có phần trăm loát rất cao và tương tự như vậy, với CPU cũng loát rất nhiều. Thì với DaVinci thì nếu anh em dùng đến cả RTX 4080 và RTX 4090 thì cũng loát hết thôi. Nhưng khi mà anh em edit video, anh em render ra được video rồi, cái hạnh phúc của chúng ta ở đây là nhìn cái hình ảnh của chúng ta khi mà render ra được 30-40 FPS và phần cứng được tận dụng tối đa, để cho chúng ta cảm thấy rằng là cái chi phí chúng ta bỏ ra nó phù hợp với cái giá thành. Còn khi mà anh em làm việc thực tế thì với cái RTX 4070 Ti và Intel Core i9, nó sẽ mang lại được cái lợi ích gì? Là khi mà chúng ta playback, chúng ta preview trước thì anh em hoàn toàn có thể để full chất lượng được, và hình ảnh vẫn đảm bảo được sự mượt mà để chúng ta có thể vừa xem vừa edit video. Chúng ta sẽ không cần phải hạ chất lượng video xuống để khi nào mà nhìn thấy một lỗi nào đấy chúng ta có thể xử lý được luôn. Hoặc là khi anh em add màu vào chẳng hạn, anh em làm những hiệu ứng khử noise hay bất cứ một hiệu ứng nào ở trên phần mềm thì cũng có thể đáp ứng được rất tốt, đúng không? Thì với cái phần mềm DaVinci Resolve thì đấy là một phần mềm mình thấy tối ưu khá tốt. Còn đối với những phần mềm như là Adobe Premiere Pro thì mình cũng sẽ miêu tả dành cho anh em đi. Thì với Premiere Pro mình khuyên anh em rằng là chúng ta nên cài những cái phần mềm bản quyền, chắc chắn nên bản quyền, bởi vì nó sẽ hỗ trợ thêm cả loạt liên quan đến GPU được một cách tốt hơn. Còn với nào mà dùng thêm cả Intel Quick Sync nữa thì có thể bật thêm cái iGPU bên trong để hai GPU render cùng lúc, thì cái tốc độ render của chúng ta cũng sẽ rất nhanh. Và mình nghĩ rằng là nếu mà anh em edit kịp ấy, mà chỉ render thôi một ngày phải chừng được 3-4 clip ấy, chứ còn 12 clip thì như em Nam thì hơi khó nhỉ. Khi mà chúng ta làm việc xong rồi, anh em cần gì? Đó chính là chúng ta cần có một sự giải trí. Ở đây thì với Intel Core i9 rất mạnh rồi, nhưng với RTX 4070 Ti 12GB VRAM, nếu bây giờ mình test game ở trên độ phân giải 4K thì có rất nhiều anh em sẽ nói rằng tại sao lại mang mẫu card đồ họa 12GB VRAM để chơi game ở trên độ phân giải 4K. 12GB ít quá, thế nên mình sẽ test game ở trên độ phân giải là 2K thôi, để đảm bảo được rằng là cái trải nghiệm game của chúng ta là tốt nhất.
Mọi người thấy thế nào? Mọi khi là RTX 4070Ti hay là bất cứ một mẫu card đồ họa nào khi mà chơi CSGO đều là load lên 99%. Nhưng không hiểu hôm nay chơi lại chỉ được có 50%, gần 300 FPS. Kỳ lạ thật sự, mà thôi kệ đi, cứ mượt với FPS cao là được. Chơi thêm, đây, anh nhìn bắn, bắn GPU 120W, tiết kiệm điện. CPU 173W và 62 độ C. Thế thì hệ thống tản nhiệt đi theo kèm là quá ngon, đấy, hợp lý. Ui, đấy, hơn 300 FPS. Đấy, loát lên 70% rồi, nhưng chưa đến 100%. Cạc ăn nhiều hơn tí rồi đấy. Là gọi là có nhu cầu, cạc có nhu cầu làm việc một tí rồi đấy. Đấy, rồi. Ui, quá đỉnh luôn. Rồi, chơi game nhẹ như này chúng ta tham khảo thôi. Chúng ta phải chơi game khác nữa. Ui, tính ra đây là cái tựa game gọi là game online, ăn nhiều VRAM. Đấy, ăn đang ăn hiện tại mọi người nhìn thấy là 6GB VRAM, gọi là một nửa đi cho tự tin, 2K, ok. Đấy, để mình tìm xem có ai không để thử combat xem như nào. Đấy, cầm Gatling trong tay, chúng sinh là phải bình đẳng. Không ai nhỉ. GPU thì có thể đây do game thôi, lúc thì 87%, lúc sẽ là gần 100%, 96% là load cao rồi, 199 FPS. CPU thì đương nhiên rồi, i9 thì không thể loát hết được, kể cả bây giờ có dùng cả kỹ hơn thì không loát hết được đâu. Đấy, đây, mình lên trên đỉnh xem, lên trên đỉnh sợ. Mình không phải là một người biết chơi game này. Chính xác là mình không biết chơi cái gì thì đúng hơn. Đấy, đây rồi. Hàng. Đấy, ôi giời. Cái gì vừa bay bay qua mình ấy nhỉ? Ủa? Đâu rồi? Bạn làm gì vậy? Ui, sao thế? Bạn đánh mình sao bạn lại nằm ở đây rồi? Đấy, anh em thấy không? Cầm Gatling trong tay, chúng sinh là phải bình đẳng hết. Này, chả mấy chốc còn đứng top 1 thôi. Bây giờ chúng ta đang tìm đến cái giới hạn của bộ máy. Không, thật ra là giới hạn khi mà chúng ta chơi game thôi. Diablo 4, RAM ăn 18GB VRAM, 11GB. Ủa, thế là gần hết rồi còn gì nữa. Cái này đúng rồi, chơi game 4K là không được. Chơi game 2K là hợp lý thôi, đấy. Làm combat vẫn thế thôi, FPS vẫn cao, 250. Đấy, chạy. Đau. Ôi, sao này, con này chạy chậm thế nhỉ? À đây, quên chưa mở setting ra xem. Lên được 300 FPS rồi. Nên là xem setting này. Setting graphic hiện tại đang để như thế nào. À đây, DLSS đã bật rồi. Quality setting bên dưới, ultra luôn rồi. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Cả mọi thứ là tốt nhất rồi. Đấy. Đây là mình sẽ đi vào trong một cái combat lớn hơn đi. Ở CPU ăn 180W rồi nhá, 62 độ C, đấy, rất mát mẻ. Anh em nhiệt thủ được cất. Quan trọng gì nữa, nhìn này cảm thấy ưng ý rồi. Tổng kết lại thì với 60 triệu đồng bỏ ra, anh em sẽ có những gì? Chúng ta sẽ có được một bộ PC được sở hữu là CPU Intel Core 9 13900K, 32GB RAM, có sẵn 1TB SSD, card đồ họa là RTX 4070 Ti và TNC sẽ tặng luôn cho anh em một hệ thống tản nhiệt nước All-in-One trị giá 7 triệu đồng đến từ Asus LC360. Quá tuyệt vời luôn. Và tất nhiên rồi, với cái nhu cầu của mỗi người sẽ mỗi khác. Có thể là anh em sẽ cảm thấy là tôi không thích dùng Intel Core 7. À nhầm. Tất nhiên thì với mỗi người sẽ có nhu cầu khác nhau. Với một số bạn thì có thể là anh em không thích dùng những cái mẫu như là CPU Intel Core 9, có thể hạ thẳng một mạch xuống Intel Core 5 13600K, xong nâng cả đồ họa lên RTX 4080. Và tất nhiên rồi, nếu như anh em thích thì hãy đến với TNC. Bên mình sẽ phục vụ cho anh em một cách tốt nhất, sẽ build ra những cấu hình nó phù hợp nhất với cái tiêu chuẩn dành cho anh em. Hoặc là anh em cảm thấy là bây giờ tôi muốn tư vấn, tôi muốn biết trước khi đến với TNC, thì đừng quên để lại những câu hỏi ở ngay dưới mục bình luận của video. Mình sẽ trả lời trực tiếp và tư vấn dành cho anh em. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.